Toàn cảnh sân vận động chính của 63 tỉnh thành của Việt Nam. Sân vận động Hà Giang nằm trong khu liên hợp thể thao và văn hóa tỉnh Hà Giang giai đoạn 1, được triển khai thi công xây dựng từ tháng 1 năm 2021 tại xã Phương Độ, thành phố Hà Giang. Với tổng kinh phí khoảng 235 tỷ đồng, sân vận động dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 6 năm 2024. Với sức chứa khoảng 10.000 khán giả. Các hoạt động văn hóa thể thao của tỉnh Cao Bằng diễn ra trên sân vận động thành phố Cao Bằng tại phường Hợp Giang, với sức chứa khoảng 7.000 khán giả. Sân vận động tỉnh Lào Cai nằm tại phường Bình Minh, thành phố Lào Cai. Được bắt đầu xây dựng từ năm 2015, sân vận động này mới chỉ hoàn thành giai đoạn 1 với kinh phí 146 tỷ đồng. Hiện tại, sân vận động Lào Cai chỉ có phần sân cỏ bóng đá và đường chạy bao quanh. Sân vận động tỉnh Sơn La nằm tại phường Triềng Sinh, thành phố Sơn La. Được xây dựng từ năm 2017 đến 2019 với kinh phí 112 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này là 10.000 khán giả. Sân vận động tỉnh Lai Châu nằm trong khu liên hợp thể thao Lai Châu tại phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. Được bắt đầu xây dựng từ tháng 6 năm 2022. Với tổng kinh phí cho toàn bộ khu liên hợp là 190 tỷ đồng. Sân vận động 2.000 chỗ này đã cơ bản hoàn thành vào tháng 12 năm 2023. Dự án xây dựng sân vận động tỉnh Bắc Cạn và các hạng mục phụ trợ với tổng mức đầu tư 252 tỷ đồng do Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Cạn làm chủ đầu tư đã bắt đầu được triển khai thi công. Nằm tại phường Nguyễn Thị Minh Khai, sân vận động mới này sẽ có sức chứa 8.000 khán giả sau khi hoàn thành. Sân vận động Đông Kinh nằm tại phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. Sức chứa của sân vận động Đông Kinh khoảng 15.000 khán giả. Tuyên Quang hiện là một trong những tỉnh chưa có sân vận động trung tâm. Năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh này đã đưa khu liên hợp thể thao tỉnh vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 đến 2025 và giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư. Sân vận động tỉnh Yên Bái nằm tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Được xây dựng vào năm 1957. Sức chứa của sân vận động là 4.300 khán giả. Sân vận động mới tỉnh Thái Nguyên nằm tại xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên. Được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2022. Với kinh phí dự kiến 535 tỷ đồng, sân vận động 22.000 chỗ này dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2024. Sân vận động tỉnh Điện Biên nằm tại phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Sức chứa của sân vận động này là 6.000 khán giả. Sân vận động chính của tỉnh Phú Thọ là sân vận động Việt Trì. Nằm tại phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, sân vận động này được xây dựng vào năm 2005 với kinh phí 100 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động Việt Trì là 18.000 khán giả. Nhiều hoạt động văn hóa thể thao của tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới dự kiến diễn ra ở sân vận động thành phố Vĩnh Yên đang được xây dựng. Sân vận động mới sẽ có sức chứa 7.000 khán giả sau khi hoàn thành.
Sân vận động tỉnh Bắc Giang nằm tại phường Ngô Quyền, được xây dựng từ năm 1958 đến 1960. Sức chứa của sân vận động này là 6.235 khán giả. Sân vận động thành phố Từ Sơn mới hoàn thành tháng 3 năm 2024 trở thành sân vận động chính của tỉnh Bắc Ninh. Kinh phí xây dựng sân vận động này là 30 tỷ đồng, với sức chứa 1.250 chỗ ngồi. Sân vận động chính của thủ đô Hà Nội là sân vận động Hàng Đẫy. Nằm tại quận Đống Đa, sân vận động này được xây dựng từ năm 1957 đến 1958. Sức chứa hiện tại của sân vận động Hàng Đẫy khoảng 16.000 khán giả. Sân vận động Cẩm Phả nằm tại phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả. Được cải tạo lần gần nhất trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020, với kinh phí 163 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động Cẩm Phả là 16.000 khán giả. Sân vận động thành phố Hải Dương nằm tại phường Trần Phú, thành phố Hải Dương. Sức chứa của sân vận động này khoảng 3.000 khán giả. Sân vận động Lạch Tray nằm tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Được xây dựng từ năm 1957 đến 1958. Sức chứa của sân vận động này khoảng 20.000 khán giả. Sân vận động tỉnh Hòa Bình nằm tại phường Phương Lâm của thành phố Hòa Bình. Được cải tạo lần gần nhất trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2024. Sức chứa của sân vận động này là 3.600 khán giả. Sân vận động thành phố Hưng Yên là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thể thao của tỉnh Hưng Yên. Nằm tại phường Minh Khai, sân vận động này có sức chứa khoảng 1.500 khán giả. Sân vận động tỉnh Hà Nam nằm tại thành phố Phủ Lý. Được xây dựng từ năm 2000 đến 2004 với kinh phí 261,3 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này là 10.000 khán giả. Sân vận động tỉnh Thái Bình nằm tại phường Đề Thám, thành phố Thái Bình. Được xây dựng vào năm 1954. Sức chứa của sân vận động này khoảng 10.000 khán giả. Sân vận động Thiên Trường nằm tại phường Vĩ Thiều, thành phố Nam Định. Được xây dựng từ năm 2000 đến 2003 với kinh phí 75 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này khoảng 25.000 chỗ ngồi. Sân vận động Ninh Bình nằm tại phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình. Được xây dựng vào năm 2003. Sức chứa của sân vận động này là 22.000 chỗ ngồi. Sân vận động Thanh Hóa nằm tại phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. Sức chứa của sân vận động này khoảng 10.000 khán giả. Sân vận động Vinh nằm ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Được xây dựng từ năm 1973 đến 1974. Sức chứa của sân vận động này là 12.000 khán giả. Nằm ở phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh. Sân vận động Hà Tĩnh được xây dựng vào năm 1991.
và được cải tạo lại vào năm 2019 với kinh phí 62 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này là 12.000 khán giả. Kể từ khi sân vận động Đồng Hới bị phá bỏ vào năm 2019, tỉnh Quảng Bình vẫn chưa có sân vận động mới thay thế. Tỉnh này dự kiến xây dựng sân vận động mới có quy mô từ 7 đến 8 hectare, với khoảng 15.000 chỗ ngồi, tại thôn Lộc Đại, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa được triển khai. Sân vận động thành phố Đông Hà nằm tại phường 1, được xây dựng vào năm 2006, với kinh phí 30 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này khoảng 10.000 khán giả. Sân vận động tự do nằm tại thành phố Huế, được xây dựng từ năm 1934 đến 1936. Sức chứa của sân vận động này khoảng 16.000 khán giả. Sân vận động Hòa Xuân nằm ở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, được xây dựng từ năm 2013 đến 2016, với kinh phí khoảng 300 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này là 20.500 chỗ ngồi. Sân vận động Tam Kỳ nằm ở phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, được xây dựng vào năm 1980. Sức chứa của sân vận động này khoảng 15.000 khán giả. Hiện tại, sân vận động Tam Kỳ đang được cải tạo. Sân vận động Quảng Ngãi nằm tại phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi. Được xây dựng từ những năm 1980, sân vận động này mới được cải tạo từ năm 2022 đến 2024 với kinh phí 90 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động Quảng Ngãi là 12.000 khán giả. Sân vận động Kon Tum nằm ở phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum. Được xây dựng từ năm 2010 đến 2013 với kinh phí 145 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này là 9.000 chỗ ngồi. Sân vận động Pleiku nằm tại thành phố Pleiku, được xây dựng từ năm 1975. Sau đó cải tạo lại từ năm 2008 đến 2010, với kinh phí 60 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này là 10.000 chỗ ngồi. Sân vận động Quy Nhơn nằm tại thành phố Quy Nhơn, được xây dựng từ năm 1976. Sức chứa của sân vận động này khoảng 16.000 khán giả. Sân vận động Phú Yên nằm tại thành phố Tuy Hòa, được xây dựng từ năm 1976. Sau đó cải tạo lại từ năm 2004 đến 2006 với kinh phí 9,6 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động Phú Yên khoảng 5.000 khán giả. Sân vận động Buôn Ma Thuột nằm ở phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, được xây dựng vào năm 2000. Sức chứa của sân vận động này khoảng 16.000 khán giả. Sân vận động 19 tháng 8 nằm ở thành phố Nha Trang, được xây dựng từ năm 1992. Sức chứa của sân vận động này khoảng 10.000 khán giả. Sân vận động Đắk Nông nằm tại phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa. Hiện tại, sân vận động này chưa có khán đài hoàn chỉnh,
chỉ có một phần khán đài nhỏ ở trung tâm cùng với phần sân cỏ nhân tạo. Sân vận động Đà Lạt nằm tại phường 7, thành phố Đà Lạt. Được xây dựng từ năm 2020 đến 2023 với kinh phí 274 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này là 19.339 chỗ ngồi. Sân vận động Ninh Thuận nằm tại thành phố Phan Giang Tháp Chàm. Được xây dựng vào năm 1966. Sức chứa của sân vận động này khoảng 8.000 khán giả. Sân vận động Phan Thiết nằm ở phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết. Được xây dựng vào năm 2013. Sân vận động này đang được cải tạo với kinh phí 17 tỷ đồng. Sức chứa khoảng 6.000 khán giả. Sân vận động Bình Phước nằm ở phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài. Được xây dựng vào năm 2010, sau đó được mở rộng vào năm 2021 với kinh phí 10 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này là 11.000 khán giả. Sân vận động Tây Ninh nằm ở phường 3, thành phố Tây Ninh. Được xây dựng từ năm 2004 đến 2005. Sức chứa của sân vận động này khoảng 15.500 khán giả. Sân vận động Gò Đậu nằm ở phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một. Được xây dựng từ năm 1973 đến 1975. Sức chứa của sân vận động này khoảng 16.000 khán giả. Sân vận động Đồng Nai nằm ở phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa. Được xây dựng vào năm 1996. Sau đó được cải tạo từ năm 2013 đến 2014 với kinh phí 40 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này khoảng 20.000 khán giả. Sân vận động Thống Nhất nằm ở phường 6, quận 10. Được xây dựng từ năm 1929 đến 1931. Sức chứa của sân vận động này là 14.000 chỗ ngồi. Sân vận động Long An nằm ở phường 2, thành phố Tân An. Được xây dựng từ năm 1979 đến 1984. Sức chứa của sân vận động này khoảng 12.000 khán giả. Tỉnh Long An dự kiến phá bỏ sân vận động này trong thời gian tới để xây dựng một sân vận động mới hiện đại hơn. Sân vận động Bà Rịa nằm ở phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa. Được xây dựng từ năm 2001 đến 2004 với kinh phí 18 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này khoảng 7.000 khán giả. Sân vận động Cao Lãnh nằm ở trung tâm thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Được xây dựng vào năm 1996. Sức chứa hiện tại của sân vận động này khoảng 10.000 khán giả. Kể từ khi sân vận động An Giang bị phá bỏ vào năm 2021, tỉnh An Giang vẫn chưa xây dựng sân vận động mới. Dù đã có dự án từ lâu. Hiện tại các hoạt động văn hóa thể thao của tỉnh An Giang diễn ra trên sân vận động Trung tâm Đào tạo huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh An Giang, có sức chứa khoảng 500 khán giả. Sân vận động Tiền Giang nằm ở phường 6, thành phố Mỹ Tho, được cải tạo vào năm 2008. Sức chứa của sân vận động này khoảng 10.000 khán giả.
Sân vận động Vĩnh Long nằm ở phường 2, thành phố Vĩnh Long. Được xây dựng từ năm 1996 đến 2000. Với kinh phí 25,5 tỷ đồng, sức chứa của sân vận động này khoảng 10.000 khán giả. Sân vận động Bến Tre nằm ở phường Phú Khương, thành phố Bến Tre. Được xây dựng từ năm 2009 đến 2014 với kinh phí 135 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này khoảng 6.000 khán giả. Sân vận động Cần Thơ nằm ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Được xây dựng từ năm 1980 đến 1983. Sau đó được cải tạo vào năm 2016 với kinh phí 17 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động Cần Thơ khoảng 30.000 khán giả. Sân vận động Kim Giang nằm ở phường An Bình, thành phố Rạch Giá, được cải tạo vào năm 2011. Sức chứa của sân vận động này khoảng 8.000 khán giả. Sân vận động tỉnh Trà Vinh đang được xây dựng tại phường 9, thành phố Trà Vinh. Khởi công xây dựng từ tháng 12 năm 2022 và dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2024. Sức chứa của sân vận động này là 5.000 khán giả. Hậu Giang là tỉnh duy nhất chưa có sân vận động trung tâm và cũng chưa có kế hoạch xây dựng sân vận động trong thời gian tới. Các hoạt động văn hóa thể thao của tỉnh Sóc Trăng thường được tổ chức tại sân vận động thành phố Sóc Trăng, nằm ở phường 4, thành phố Sóc Trăng. Sân vận động này được xây dựng vào năm 2015 với kinh phí 6 tỷ đồng, cùng sức chứa 1.000 khán giả. Sân vận động tỉnh Bạc Liêu đang được xây dựng ở phường 2, thành phố Bạc Liêu. Khởi công xây dựng từ tháng 11 năm 2021 và dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2024 với kinh phí 360 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này là 8.000 khán giả. Sân vận động Cà Mau nằm tại phường 9, thành phố Cà Mau. Được xây dựng năm 2006, sức chứa của sân vận động này khoảng 3.000 khán giả.